Kính chào quý vị khán giả đã theo dõi chương trình bình luận trực tiếp môn thể thao vua của đài truyền hình Fightback. Chúng ta đang có mặt tại sân vận động Stadio Olimpico, thủ đô của nước Ý, sân nhà của đội tuyển quốc gia Ý và của câu lạc bộ AS Roma. Chỉ phút nữa thôi thì trận đấu sẽ được diễn ra, và giống như các sân vận động khác trên mảnh đất hình chữ cùng, không khí cổ vũ bóng đá của Stadio Olimpico luôn rất cuồng nhiệt và phấn khích. Pháo sáng đã được đốt và khẩu hiệu đã được đăng lên trên các khán đài. Thật sự phải nói thì tôi nhìn thấy anh nhiều hơn cả nhìn thấy vợ mình cơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Sức ép lên khung thành đối phương là điều rất cần thiết. Chuyền vào trong. Thomas Müller. Bóng đã bị chặn lại. Vậy là đã có một pha đưa bóng về lưới nhà. Sau rất nhiều những pha hao thành thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Dòng bàn thắng này sẽ làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Figueroa, Thomas Müller. Tình huống chuyền bóng vào trong. Cơ hội để phản công. Rất bình tĩnh. Hernandez. Hùng Dũng. Sẽ có một tình huống ném biên. Rất tốt. Lewandowski. Không được. Lewandowski. Figueroa. Một đường chuyền dài. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Ra đi. Rất nỗ lực. Không vào. Bóng đã trúng cột dọc. Không được. Chuyền bóng vào trong. Tập trung vệ đang thi đấu rất ổn định. Chuyền vào trong. Phòng thủ rất hay, sẽ có quả ném biên. Rất nỗ lực. Thủ môn đã buộc phải đấm bóng giải nguy. Như vậy là lưới đã rung lên.
cách biệt lúc này đã là 2 bàn rồi. Một bàn thắng rất đẹp, pha dứt điểm là rất gọn gàng. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trong tất cả các giải đấu ở châu Âu thì những cầu thủ chạy cánh của giải Hoàng Anh thường là những cầu thủ có tốc độ và sức dướn rất tốt. Chuyền vào trong. Thời gian của trận đấu đã trôi qua phút thứ 30. Come on. Một pha treo bóng. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Flashback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Flashback sẽ độc quyền giải đấu này. Một quả phát bóng lên. Trận bóng rất tốt. Thomas Müller. Come on. Một đường chuyền bóng dài. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Rất tốt. Đường chuyền sang cánh. Ra đi. Huấn luyện viên Joachim Löw đã gây bất ngờ cho nhiều người khi trao suất đá chính cho Müller tại vòng chung kết World Cup 2010, trận đấu lớn đầu tiên mà cầu thủ này tham dự. Anh đã không làm ông thầy của mình thất vọng khi ghi được 5 bàn thắng, trong đó có một cú double vào lưới đội tuyển Anh và đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Không được. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyền vào. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Thomas Müller. Đường chuyền không tốt. Hernandez đọc tình huống rất tốt. Pha phản công.
Thomas Müller. Giữ bóng rất tốt. Thomas Müller. Rất nỗ lực. Dứt điểm ngay. Wow! Tỷ số lúc này đang có cách biệt là 3 bàn. Một cú dứt điểm rất tuyệt vời. Pha bóng thể hiện đẳng cấp rất cao của cầu thủ này. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Tỷ số bây giờ là 3-0 rồi. Họ đang chứng tỏ được sức mạnh của mình. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tình huống phá bách biệt vị. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế biệt vị. Đây là tình huống mà hàng thủ đã bách biệt vị rất tốt. Đường chuyền lên rất thoáng, phòng ngự rất chắc chắn. Pha được tình huống khá tốt. Phạm lỗi. Sẽ có một tình huống nhắm biên. Chuyển vào trong. Đã có một tình huống biệt vị. Đây là tình huống mà hàng thủ đã bay biệt vị rất tốt. Chưa bóng vào trong. Không được. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Gai. Tìm người để phối hợp. Lấy bóng rất đơn giản. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Phối hợp khá đơn giản. Rất nhịp nhàng. Với những trận đấu đỉnh cao thì việc phạm phải một sai lầm nhỏ thôi đôi khi cũng dẫn tới một hậu quả khôn lường. Tình huống nguy hiểm. Cơ hội tấn công. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Chuyển
rất tốt, rất chính xác, pha phạt bóng rất đúng lúc. Đây có thể coi là cơ hội ghi bàn cho những trung vệ khi mà những pha không chiến ở cự ly gần như phạt góc luôn là mối đe dọa cho bất kỳ khung thành nào. Granero, Lewandowski, chiều bóng khá hay. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV.